Đình Quang Anh Thái xin chào kính chào quý khán giả của người Việt TV và sau đây là một điểm tin sáng thứ năm, 18 tháng 6 năm 2015. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại một nhà thờ tên là Armenian African Methodist của người da đen ở thành phố Charleston, ở tiểu bang South Carolina khiến từ 9 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết là vụ nổ súng xảy ra vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua khi một số người tụ tập tại đây và có một cuộc họp trong nhà thờ. Trong số những người thiệt mạng thì có mục sư Clementa Pinsney. Lực lượng an ninh tại South Carolina đang truy lùng một nghi phạm đàn ông da trắng trạc tuổi 20. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ nổ súng xuất phát từ lòng thù hận. Thị trường của thành phố Charleston là ông Joe Riley nói rằng vụ bắn súng là một thảm kịch không thể mô tả được. Hoa Kỳ hiện đang cân nhắc việc đồn trú binh sĩ và vũ khí ở các nước Đông Âu và vùng Baltic để đề phòng những hành động xâm lấn của nước Nga. Hoa Kỳ tiến hành kế hoạch này thì rõ ràng là nhằm ứng phó với những hành động hung hăng của Nga khi Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm ngoái, ủng hộ cho phiến quân đòi ly khai miền đông Ukraine và thực hiện những chuyến bay quân sự để do xét tình hình phòng thủ của liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhận định về với ảnh có thể xảy ra này, ông Malcolm Chalmers là giám đốc nghiên cứu của Viện Royal United Services có trụ sở tại London nói rằng cả hai phía Hoa Kỳ cùng với những đồng minh NATO và phía bên kia là nước Nga đang ở trong một tình thế ăn miếng trả miếng lẫn nhau trong một cuộc khảo sát mới đây của một trung tâm nghiên cứu dư luận tại Âu châu thì người ta thấy rằng quá nửa dân số tại Âu Châu uh, nói rằng uh, quốc gia họ nên tham gia vào một, một chiến tranh chống Nga để bảo vệ cho các nước đồng minh ở phía đông. Tuy nhiên nếu mà tình hình xảy ra một cách đồi tệ hơn thì ý kiến dân chúng có thể uh, sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề ngăn chặn những tham vọng của nước Nga tại khu vực này. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO đã đưa ra một lời cảnh báo là dịch bệnh MERS, tức là hội chứng hô hấp Trung Đông hiện đang xảy ra tại Nam Hàn, là một hồi chuông cảnh báo cho toàn thế giới khi mà nhân loại ngày hôm nay trong một bối cảnh di động rất là mau chóng từ nước này qua nước kia có thể tạo ra cái tình trạng lây lan bệnh dịch vượt biên giới và thế giới cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các dịch bệnh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào trong tương lai. Cho tới sáng nay thì tại Nam Hàn đã có 20 người thiệt mạng vì bệnh MERS và 8 trường hợp lây nhiễm vừa mới được khám phá. Như vậy là nâng tổng số người lây nhiễm bệnh này lên là 162 người. Tình hình tại Việt Nam thì thưa quý vị, tình trạng thay đổi khí hậu đang tác động một cách mạnh mẽ vào đời sống của dân chúng Việt Nam bằng những triệu chứng của bà mẹ thiên nhiên như là hạn hán, nóng nắng nóng, khô cạn, đồng cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về cả nhân mạng lẫn tài sản của dân chúng. Điển hình là tối thứ ba vừa qua, tức là ngày 16 tháng 6, các cơn lốc xoáy đã quét qua hai xã thuộc tỉnh Nghệ An, làm cho 205 ngôi nhà bị tốc máy, hư hại nặng, nhiều cây xanh và cột điện bị gãy đổ. Trước đó 3 ngày thì một trận lốc to đã ập đến Hà Nội, làm cho hai người thiệt mạng, năm người bị thương, gần 140 người căn nhà tốc mái, hàng chục chiếc xe hơi bị hư hại và khoảng 1.300 cây số um, cây xăng đã bị đổ xuống. Kể từ cuối tháng 4 cho đến nay đã có một chục cơn lốc xoáy xảy ra tại các tỉnh miền uh, núi phía Bắc Lào Cai đến miền Trung và bao đến tận Cà Mau của miền Nam Việt Nam. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đang tung ra một chiến dịch trên toàn 50 tiểu bang của nước Mỹ nhằm ngăn chặn từ chứng nước, những phần tử bị ảnh hưởng của tổ chức khủng bố ISIS tuyên truyền và có thể gây ra những hành động nguy hại đến an ninh của nước Mỹ. Tin của Đài truyền hình ABC sáng nay nói rằng cơ quan FBI sẽ bắt giữ một số kẻ tình nghi vào đầu tháng 4, nhất là vào giai đoạn lễ độc lập của Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7. vụ bắt gần đây nhất xảy ra tại New York khi một sinh viên tìm cách chế tạo những vật dụng kích hỏa, những hóa chất gây chất nổ. Cơ quan truyền thông liên bang của Hoa Kỳ là the Federal Communications Commission vừa cho biết là sẽ phạt công ty AT&T and Mobility số tiền 100 triệu Mỹ kim vì đã chiêu dụ khách hàng bằng những thông tin không đúng sự thật khi họ nói với khách hàng rằng họ được sử dụng vô giới hạn dữ liệu của máy tính khi họ mua và đồng thời sử dụng được cả cái web browsing cũng như là GPS navigation và streaming video nhưng mà sau khi khách hàng mua xong máy của AT&T và Mobility thì họ thấy rằng lúc mà họ đã xài đến một cái mức độ nào đó thì máy chậm hẳn lại đại diện của công ty AT&T nói rằng họ sẽ phản đối lại cái lệnh này của cơ quan Federal Communication Commission và như vậy có nghĩa là đôi bên sẽ phải đưa nhau ra tòa để nhờ pháp luật giải quyết. Hồi đầu năm nay thì cơ quan truyền thông liên bang này đã truy tố công ty Treadphone cùng một hành vi giống như AT&T và công ty Treadphone đã đồng ý phải đóng phạt tới 40 triệu Mỹ Kim. Hôm nay thứ 6, à, xin lỗi quý khán giả, ngày mai thứ 6, à, Tổng thống Barack Obama sẽ đến vùng vịnh San Francisco và ông sẽ tham dự hai sinh hoạt, sinh hoạt đầu tiên là hội nghị của các thị trường thành phố nhằm mục đích bàn về vấn đề phát triển kinh tế tại các thị trấn lớn ở Hoa Kỳ. Và thứ hai, ông sẽ tham dự một uh, buổi um, gây quỹ của Đảng Dân Chủ. Mà đây là một buổi gây quỹ um, giới hạn số người tham dự chỉ khoảng 30 người thôi. Và mỗi một người phải đóng một khoản tiền 33.400 Mỹ Kim để tham dự bữa ăn trưa với Tổng thống. Theo chương trình thì ông sẽ rời San Francisco vào dạng sáng ngày thứ Bảy để bay về Washington DC. Và cuối cùng thì thưa quý vị trong bối cảnh mùa hè đang đến, uh, dân chúng Mỹ và rất nhiều nơi trên thế giới đang chuẩn bị một cái lễ hội có tên là xây lâu đài ở trên cát. Uh, chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 7 và kéo dài cho tới tháng 11. Đây là lễ hội thứ 29 mà người Mỹ gọi là uh, Annual American Sand Sculpting uh, Championship, tức là họ xây những lâu đài trên cát. Uh, kéo dài từ các tiểu bang Florida, Maine, Washington, California và những quốc gia khác như là Latvia, Zealand, Canada, Australia, Mexico và ngay cả nước Nga. Người Việt Nam mình có câu nói rằng giá chàng xa cát biển đông xây những lâu đài trên cát chỉ cần một ngọn sóng đánh vào thì tất cả đều tan biến. Đình Hoàng Thái xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.